Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Sáng nay tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và di tích lịch sử quốc gia Thành Cổ tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ dâng hoa dâng hương có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Bác, ghi vào sổ vàng truyền thống, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa viết: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên ghi nhớ công lao vĩ đại của Bác Hồ kính yêu và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin nguyện phấn đấu, học tập, tu dưỡng, lao động, xây dựng đất nước và quê hương Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí Trần Quốc Toàn, Trần Quốc Văn đã thỉnh chuông cẩn cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Trong số hơn 10.000 phần mộ, tỉnh Hưng Yên có 331 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tại đây, rất nhiều phần mộ còn vô danh, nhiều phần mộ không có hài cốt vì máu và thịt của các anh hùng liệt sĩ đã hòa chung vào từng tấc đất quê hương bởi bom đạn quân thù để đất nước được thanh bình như ngày hôm nay. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính thắp hương các phần mộ liệt sĩ tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.600 các anh hùng liệt sĩ, là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có 140 ngôi mộ liệt sĩ là người con của Hưng Yên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên hứa sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước và các thế hệ cha anh, vững bước tiến lên dưới ngọn cờ Đảng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng với cả nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của hai nghĩa trang quốc gia đã được hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên tổ chức xây dựng năm 2012. Năm 2019, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương phối hợp với tỉnh Quảng Trị khởi công tôn tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ gồm hai hợp phần: tôn tạo nhà bia và các mộ phần liệt sĩ, hiệu chỉnh thông tin liệt sĩ. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương, dâng hoa và các sản vật của Hưng Yên ở thành cổ Quảng Trị trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972. Trong số hàng nghìn cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị may mắn trở về sau chiến tranh, tỉnh Hưng Yên hiện nay có gần 600 người là thương binh, bệnh binh và nhiễm chất độc hóa học dioxin, hàng trăm người bị di chứng bởi sức ép của bom đạn, hơn 100 chiến sĩ được xác định tên tuổi, địa chỉ và phần mộ khi hy sinh tại thành cổ. Khắc ghi công lao những hy sinh đóng góp ấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Phong trào đền ơn đáp nghĩa nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện tích cực. Các công trình ghi công liệt sĩ trong toàn tỉnh được chăm lo, tu sửa.